Anh chị cũng vất vả lắm, đi tìm con 19 năm. Chị thì bị suy buồng trứng nặng, còn anh thì tinh trùng chủng yếu. Chị cũng đi khám nhiều bệnh viện, cũng bệnh viện lớn ấy, mà rồi cũng không có kết quả. Rồi chị đi uống thuốc nam, thuốc bắc đủ cả mà cũng không ăn thuốc. Trước thì ngày trước chị mới cưới thì chị cũng đi khám thì họ cũng chỉ cũng bảo anh là tinh trùng yếu, còn chị thì cũng bình thường. Sau này sau về chị chữa một lần chữa ngoài dạ con, thế là từ lần ấy giờ là không thấy cái gì nữa. Đi ra ngoài thì họ cũng cứ hỏi là sao cưới lâu thế mà không thấy có ấy. Nản rồi em, nản lắm, đi tìm 19 năm luôn mà, không phải là một vài năm đâu. Chị được cái thì được anh quan tâm, rồi anh cũng tâm lý ấy, nên là đi đâu cũng hai vợ chồng đi. Nói chung là về tinh thần thì chị được cả hai bên gia đình đều ủng hộ, cho nên là chị cũng được cái dựa vào đấy để chị phấn đấu, cố gắng để đi tìm bằng được con. Chị trộm vía là chị cấy hai, được cả hai, chị tạo được hai phôi duy nhất đấy. Từ ngày biết được có hai bé là gia đình nhà chị thoải mái hẳn lên, rồi là tất cả mọi thứ chị cảm tưởng như kiểu là tốt lên ấy. Đến bây giờ đến được tìm được đến bệnh viện này là hạnh phúc của anh chị. Cũng may là trộm vía là đến lần đầu tiên là được luôn, thì anh chị không biết nói gì để cảm ơn các bác sĩ, rồi các bạn tư vấn ở đây đã giúp được anh chị có được kết quả như ngày hôm nay.